Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật 8 tháng Giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 20 sẽ bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc. Tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vàng cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phát an nguyên quân, đầu hàng cái quân xâm lăng, nhà mình phải trong vinh quang, nền bóng lao bao xương hùng anh, nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thay quê với vung tay cao, quyết đấu tranh tới khi nào đạt thành mong ước. Phật tử trong tay ta là quyền của con dân ta, đón hết quê hương ta chẳng âm u chứ cắt thêm sơn hà. Quyết chiến thầy quyết chiến quyết chiến, quyết không cần hòa bình đen tối, chẳng liên hiệp ngồi chung quân bắt nước phong đồ. Quyết chiến thầy quyết chiến quyết chiến, đây là dùng phù mình phải chết, để mai này về sau còn chúng ta sống còn. Quân nước ta vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sắc quân phong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Về trên non núi chân, cùng cùng với quân xâm lăng, thể chết chứ không thể lui, quyết không thể phản bội quê hương. Ta thể chết chứ không thể lui, quyết không thể phản bội quê hương. Ta thể chết chứ không thể lui, quyết không thể phản bội quê hương. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong diễn đàn khai dân trí số 20 ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra đó là: chị ơi, chị có nhìn thấy gì không? Em nhận được tin tức đó là ở tại Phú Quốc, mọi người đang chuẩn bị nó mua đất, mua cát để nó bán cho thằng Tàu Cộng. Chị có nghe không? Trả lời cho em. Hiện bây giờ 65% những người đảng viên của đảng Cộng sản hoặc là những người mà đã từng đi bòn rút hối lộ tiền bạc của người dân hầu như đều có con em của họ ở rải rác khắp 196 nước ở trên thế giới. Họ đã sẵn sàng đưa tiền, đưa bạc, thậm chí con của họ nhập quốc tịch của những cái nước sở tại đó để mà họ chuẩn bị họ rời khỏi đất nước Việt Nam. Nha. Cho nên cái chuyện này chị không có gì, vấn đề là chị phải, vấn đề là cái bằng là chị phải, vấn đề là ngạc nhiên cả. Chị mong rằng những người công giáo ở bên hải ngoại cũng như là ở bên Việt Nam hãy cầu nguyện cho đất nước của mình sẽ không bị đau đớn, không bị tà hoa để nó làm thịt. Và những người công giáo, những con chiên của vấn đề là công giáo, cũng như Phật giáo, cũng như Hòa Hảo, cũng như Cao Đài, hãy nhìn ra cái vận mệnh đất nước ngày hôm nay, nó không thể nào mà nó cưỡng lại được. Thằng Nguyễn Phú Trọng nó cố tình, nó muốn giữ khư khư để mà vấn đề là bảo vệ cái đảng, nhưng mà đã đến thời kỳ khi mà Internet bùng nổ, thì những cái sự việc mà dối trá, bịp bợm hoặc là đưa những tên công an đồ ra để bảo vệ chế độ, nó hoàn toàn không có thể nào được cả. Với cái thời đại ngày hôm nay, về kinh tế, về xã hội, về chính trị, ở tại Việt Nam hầu như bị bế tắc hoàn toàn. Bế tắc hoàn toàn. Bởi vậy mà Lisa mong mỏi rằng các bạn, những người nào có đạo hoặc là những người, những đạo ở bên hải ngoại này, những linh mục, những cha, hãy nên lên tiếng, bởi đất nước Việt Nam quá đau khổ. Người ta hôm qua khóc với Lisa quá trời luôn. Những thầy cô giáo bây giờ tự động nó chỉ cho có 2 ngày để mà nó cho đi về giường hết. Bây giờ người ta không biết làm như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Đó, các em sinh viên hoặc các bạn ngồi trong mái trường kêu mẹ mình, kêu gia đình của mình đóng tiền cho giữ đi. Rồi sau này các bạn đi ra các bạn sẽ tơi bời. Các bạn nghe đi, những giọt nước mắt của những người mà học sư phạm. 400 giáo viên ở huyện Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa đột ngột bị dừng hợp đồng lao động. Chính quyền địa phương cho biết đây là quyết định nằm trong kế hoạch tinh giản biên chế. Tuy nhiên là theo các thầy cô giáo thì việc sa thải này không có thông báo trước mà chỉ qua một cuộc họp được tổ chức trước đó 2 ngày. Nó không có thông báo trước luôn.
Nhiều người hỏi mình là bây giờ không là giáo viên nữa thì làm cái gì? Làm gì bây giờ mình cũng không biết làm cái gì. Mà tôi chỉ cần không việc sống rất thật như thế. Tôi học giàu tôi muốn đi làm. Bây giờ lương cứ mỗi 1 triệu mà tôi cũng không có phàn nàn là lương của tôi ít. Những giọt nước mắt ấm ức đến tức tuổi. 3 năm, 5 năm, khóc đấy. 10 năm, đó. Đánh đổi cả tuổi thanh xuân để theo nghề. Nhưng giờ, tất cả những gì các giáo viên nhận lại chỉ là thông báo dừng hợp đồng lao động đột ngột cách đây 2 tuần. 20 năm, 25 năm có thể về hưu mà đã công hiến cho nghề hàng 15 năm rồi. Mà vẫn có thể từ bỏ người ta đi được. Ở đây nó còn là hắn phũ phàng á. Không, cảm giác không có tính nhân đạo của người nữa rồi. Không còn, cộng sản mà có cái gì mà nhân đạo. Ít nhất cũng phải là 30 ngày. Nhưng mà ở đây không, báo trước bọn tôi không đầy 2 ngày. Không báo trước, nên giáo viên cũng không biết xoay sở như thế nào. Bởi phần lớn trong số họ đều là những người đã cứng tuổi. Giờ phải đi tìm việc khác là cả một thách thức. Bây giờ công ty may thì người ta không nhận những người cao tuổi như em nữa. Và đi làm những cái công việc khác thì bây giờ bằng của chúng em đều là bằng âm nhạc. Bây giờ không thể là đi, ví dụ như làm kế toán hoặc là làm bất kỳ một việc gì khác. Nhà trông con thôi, mẹ nhà mang cái tiếng ăn bám chồng ăn bám gia đình. Khởi đầu nghề giáo với mức lương ít ỏi 500.000 đồng mỗi tháng. Sau lên 1.700.000 và giờ là thất nghiệp. Những bản hợp đồng từng là hy vọng của các giáo viên ngày nào giờ chỉ đó. Giáo chức bây giờ thành dứt cháo rồi đó. Các bạn thấy chưa? Đó, âu cũng là một cái quả báo. Bởi vì đi vô trong mái trường, vô sư phạm, vô trong những này là trường sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung học sư phạm, để mà học nhồi nhét ra cái tư tưởng của đảng. Bây giờ nó thấy internet bùng nổ rồi, những cái con thầy, những cái thằng thầy này đâu có dạy được tuổi trẻ. Bây giờ tuổi trẻ nó biết hết trơn rồi, cho nên bây giờ những này là kêu bằng là nó đâu có thèm học nữa, thậm chí nó còn chửi vô mặt. Cho nên bây giờ đảng đéo cần tụi bay nữa, tụi bay không còn tác dụng nữa, tụi bay không còn tuyên truyền được nữa, là tao ra thông báo tao đuổi tụi bay về giường hết trơn. Bởi vì bây giờ internet nó bùng nổ lên như vậy rồi thì làm sao mà vấn đề là nhòi sọ được, làm sao binh vực được cho chế độ, và là chế độ không có tiền. Các bạn thấy chưa, thấy tao đớn thôi không đó, nghe nữa đi. Đây cũng là một quả báo nhãn tiền bởi các thầy các cô vì đồng tiền chỉ có 500.000 đồng một tháng trời để dạy học. Trời đó quỷ thần ơi, mà đi vô đó phải dạy những cái điều láo điều xược để cho vấn đề là kêu bằng đó là hả mẹ người ta, vấn đề là kêu bằng đó là phải chửi như vậy. Thầy cô giáo đó bây giờ già rồi, đi làm mai cũng đâu có được, đi ra mà vấn đề là bán bia ôm cũng đâu có được đâu. Những cô gái trẻ trẻ đẹp mới lên gặp những cái thằng bộ trưởng bộ giáo dục nó mới đéo được, nó mới lên trển karaoke đồ kia nó mới đéo được. Còn cỡ bây giờ già cả vậy rồi đâu có làm gì được đâu. Đâu có làm gì được, bây giờ ngồi khóc nước mắt ngắn, nước mắt dài, bây giờ lăn dài trên khóe mắt rồi. Ôn lại đi, trong quãng đời mình làm cô giáo, thầy giáo, mình dạy những cái gì cho tuổi trẻ. Bây giờ sáng mắt chưa? Bây giờ thấy cái đảng đỉ nó lợi dụng như thế nào chưa? Nó vắt chanh, nó bỏ vỏ như thế nào chưa? Rồi, còn những cái lũ mà con ăn chó cho, cái chó điên dư luận dương, tao mới vô đây ngồi đó mà tao mới nghe lời. Nhưng đây là những cái thằng thầy đảng, con đảng ở trong đồng đi, nhé. Tưởng sao ở Formosa miền Trung nó ra chết cá rồi, bây giờ nó vô tới ở trong Cà Ná. Nó xây một cái nhà thép ở tại Ninh Thuận kìa. Người ta cho biết đây là một cái Formosa 2 phiên bản 2 đó. Ghê gớm không, ghê gớm không. Thằng Campuchia hôm qua nó ăn mừng ngày 7 tháng 1 giải phóng Phnom Penh, nó đéo có treo một cây cờ nào của Việt Nam hết. Nó cũng không nhắc tới cái lũ đầu bò đảng Cộng sản Việt Nam. Không nhớ ơn con mẹ chân, đừng có bà Đặt mà đi qua đây mà ăn có ăn ké với tao. Bà Đặt nó giải phóng nước bạn, tao đá cho văng ra luôn. Hôm qua vấn đề là ở bên đất nước Campuchia, ta trai thanh nữ tú bắt đầu là nó múa đây tam thon mena mũi chem thèm ron đồ kia, tao nói nó múa tưng bừng ở bển. Ông vấn đề là hốt sen, vấn đề là kêu bằng là invite Lisa vô để mà vấn đề là coi ngắm đó. Lisa xây lên trên YouTube cho xây lên Facebook cho các bạn coi đó.
Lisa đâu có biết, ổng biết Lisa đâu. Nhiều người bên Campuchia biết tiếng Việt Nam vô nói chuyện với Lisa luôn nữa. Thậm chí chỉ cho Lisa coi cái đắp đầu bò Cộng sản Việt Nam mà đặt để cái ngôi sao chó đẻ bên Campuchia. Mẹ nó khinh bỉ, nó nhổ nước miếng ở trong miệng tụi bay mà đặt đưa tình báo mình. Nó biết sạch sẽ, nó theo tàu bây giờ chuẩn bị nó đập tụi bay cho tụi bay ẹo xương sống tụi bay luôn. Tao nói nó sẽ lấy cái phụ quốc không sớt thì chạy cho tụi bay bỏ cái thối tụi bay mất rồi. Tụi bay mất vợ, tụi bay theo thằng tàu cộng nha. Yeah. Rồi bây giờ mấy con ngựa, mấy cái trung tâm Thúy Nga, Paris đồ kia nó bắt đầu ùm ùm đi về để mà chuẩn bị, bắt đầu nó lợi dụng để mà ca ngợi cho nó đi. Hoặc là bên đây bây giờ không có tiền rồi, bây giờ lấy tiền của đảng để nó tuyên truyền. Bây giờ nó thấy tuyên truyền không được rồi, thầy cô giáo nó cũng đuổi ra rìa rồi. Trong tương lai những cái trung tâm tụi bay bán cho nó hoặc là nhận tiền của nó, nó thấy cái bộ tuyên truyền không được, nó cũng đá mẹ tụi bay luôn. 65% bây giờ đảng viên cao cấp nó chuẩn bị, nó cao bay xa chạy, nó nhìn thấy cái đất nước Việt Nam nó biết rồi. Chỉ có những thằng đầu óc đầu bò sướng ca vô lội tụi bay không biết thôi. Ở đó mà ngồi đó mà đặt mà bưng bô cho nó đi, rồi tụi bay sẽ biết thế nào là lễ độ nha. Xuống đường biểu tình thì không xuống đâu. Lisa nhận được một cái tin ở Sài Gòn có chuyện nực cười. Ở tại quận 10 tổ chức xuống đường 2.000 người, tưởng sao xuống đường phản đối chế độ, xuống đường phản đối là những này là đời sống của mình, tưởng sao xuống đường những này là đi thay cho người nghèo. Trời đất quỷ thần ơi, vô duyên không? Trời ơi là trời, nghèo thì ai cũng nghèo rồi. 90 triệu người dân ở Việt Nam là nghèo rồi. Bà đặt đi xuống dưới đường, đi bộ vì người nghèo. Thay vì vấn đề là người ta tổ chức để mà xuống đường đòi quyền dân chủ, dẹp bỏ đảng đỉ đi, không chịu đâu. Đi xong rồi cái bắt đầu là cái bằng đó là đó. Bây giờ xuống đường đi vì người nghèo, nhắm người nghèo nó có giàu lên được không? Hả? Đã vậy rồi còn mấy con đĩ ngựa mẹ nghệ sĩ đâu kia bà đặt đi lên trên trển ca hát đồ kia, mẹ nó ra đúng rồi đó, theo đảng đĩ đúng rồi đó, ca để quên đi cái nghèo, ca để quên đi cái đói. Nhiều người lên đây nói chuyện với Lisa, nói Lisa ơi đất nước nó ngổn ngang như vậy đó, những thằng mà đầu nậu có đầu óc kinh tế đồ kia ha, chính trị đồ kia, nó bay qua nước ngoài, nó đưa con em nó qua nước ngoài hết trơn này. Lúc sau cái vụ của thằng Trịnh Xuân Thanh rồi bắt đầu bây giờ nó ào ào nó đi qua bên đây hết trơn. Đó. Bây giờ con Nguyễn Thanh Phượng là con của Nguyễn Tấn Dũng, nó có quốc tịch Mỹ rồi, nó có giấy thường trú nhân rồi, đảng cộng sản Việt Nam dám xử không? Đụng một cái là nó bảo lãnh cha mẹ dòng họ nó qua bên đây hết, để làm cái đất nước Việt Nam tiêu tùng hết trơn, để cho thằng Tàu nó qua nó xiết nợ, nó giết con dân Việt Nam, nó mổ, nó lấy nội tạng sạch sẽ hết. Cho nên những người ở Việt Nam cứ việc mà thờ ơ đi, đừng có thèm quan tâm tới đất nước, đừng có thèm quan tâm tới chính trị, rồi có chuyện gì đi rồi sẽ chết, biết không? Cứ tối ngày mà mặt đèn xuống rồi bắt đầu chơi đi đó, nhậu nhẹt gái gú tranh giành đi, biết không? Bởi vì thằng Tàu Cộng nó muốn như vậy mà, nó muốn cho người dân Việt Nam không biết về chính trị, không biết con mẹ gì hết, để mà nó dễ bề nó vô để mà nó thao túng. Sau khi bà Đặng Tiết Mai bị chết đi qua bên Hoa Kỳ này, bị chết, bây giờ tới thằng Danh Hài Hoài Linh nghe nói đau ăn trúng đồ độc, bây giờ nằm thấp tha thấp thộm. Nghe nói rằng người quản lý của nó kêu người ta tới lấy tiền vé ra nữa, ăn trúng đầu độc chuẩn bị chết bây giờ đi nè. Tao cho mày xây nhà tổ nha, tao cho mày về mày ca hát mày ăn sướng lá hen đó. Tao mong cho những cái lũ Việt Kiều mau mau về Việt Nam đi, để ăn cho nhiều vô để độc mà chết. Mà đặt Việt Kiều về Việt Nam làm chuyện mới ghét. Con này là con gì vậy? Con Hồ Chí Minh. Thôi bên nước ngoài uống toàn là nước suối không hà. À, nước Việt Nam không uống nước suối không? Ồ mẹ nó ra bắt đầu là cái lũ chó đẻ đảng đỉ. Nó ghét quá hay là người dân Việt Nam ghét quá? Bơm mẹ nó nước đường mương lên. Rồi bắt đầu để trong chai nước suối tao cho mày uống đó. Vậy mà cũng mà đặt cầm nắp bụp 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 bụp. Tới chừng phát hiện ra nước suối đâu mà nước suối. Nó lấy nước ở dưới đường mương, ông cấm ở dưới nó đem vô, nó bơm vô, nó cho uống cho bỏ cái tật. Về ăn đi, về đó mà vấn đề là kêu bằng là mà đặt về đó mà chứng minh đi. Trời ơi, đi về mà lạng quạng hả, dân Việt Nam nó chửi vô bắn mặt luôn. Về mày có tiền bạc mày đưa ra không? Đại bác mà kêu bằng 180 ly mà bắn không tới, về nó cũng nhận ra đó. À, cái này là dòng họ bên nội bên ngoại đừ thời dòng họ cố cô tổ đồ kia đó, đi lại chào bác hai đi con, chào ai nấy từ trong bưng đồ kia đi ra mà chào, chào mà ra mà vấn đề là bên đây nó tàn mạt, nó về Việt Nam hoài nó đâu có tiền đâu. À, đâu có tiền bạc gì đâu. À, cái thứ mà các bạn thấy một năm mà về Việt Nam 3-4 lần mẹ nó bên đây nó làm gì, hút rác không mà đặt đi về làm cái chuyện mà ăn chơi, bắt đầu về không có đưa tiền nó chửi vô bắt mặt luôn. Nó làm đúng như vậy đó các bạn, ở Việt Nam làm đúng đó, cái thứ này là phải chửi vô mặt. Về Việt Nam là lấy tiền lấy bạc nó hết xong rồi cho mày đi ra ngoài mày chơi đĩ mày bị sida hoặc là giết cho mày chết con gái mẹ mày luôn đi, bỏ cái tật. Dân tộc Việt Nam đang điêu đứng đồ độc đang tràn lan và đặt trả về Việt Nam để mà ăn chơi trác táng ở bên Việt Nam.
cho mày bỏ tật. Những người nào mà về cùng với người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh đồ kia đó thì còn quả mai chúng ta còn ngưỡng mộ. Còn cái thứ mà về mà ăn chơi mà giả bộ lấy cái mát là giúp đây là của cái lũ mà giúp đây là kêu bằng là sướng ca vô lội Việt Kiều, các bạn cho ăn chắc mẹ thằng Hoài Linh tao giá cho mày chết luôn thì tao tụng kinh tao cầu nguyện cho mày nha. Chị ơi, hàng hóa của thằng Tàu Cộng nó tuồn vào, nó bán toàn là đồ độc, đồ bệnh không. Bao nhiêu người ăn phải mắc bệnh, nếu không có người cho nó nhập vào thì làm sao nó tuồn vào được. Chị hãy nói về vụ hàng hóa nha chị. Nó bây giờ nó đưa vô hả, tên nó tràn lan đại hải hết trơn, em yên tâm đi. Nha, yên tâm đi. Chị ơi, cho em hỏi 2020 là một tỉnh lỵ của thằng Tàu hả chị? Khỏi 2020, nha. Bây giờ là đã rồi. Bây giờ là nó đã đi những này là kêu bằng là giàu rồi. Nó đi vào những này là kêu bằng là nó đã muốn cướp nước Việt Nam rồi. Khỏi đợi tới năm 2020 mất công đó. Các em ngồi đó, các em cứ việc, các bạn cứ việc ngồi đó mà là lơ phất phơ đi. Bây giờ nó giao bộ nó lên nó hù dọa các bạn thôi. Kinh tế chính trị của nó là tiêu tùng hết trơn rồi, các bạn thấy rồi đó. Người của nó trong nội bộ nhìn thấy tình thế đưa con cháu đi qua hết đây. Còn chỉ có các bạn là ở trong nước Việt Nam mà thôi. Ở Việt Nam ta làm những cái bài thơ ta gửi cho Lisa kìa. Nếu ngày ấy bến nhà rồng đóng cửa, người lang thang quay trở lại Nghệ An, tức là thằng chó đeo Hồ Chí Minh đó. Mày về Nghệ An, mày làm giáo làng ai, mày làm một chân thư lại, thì ngày nay dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi lầm than rồi. Nếu ngày ấy sông Sài Gòn nó nổi sóng, người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông, bầy sáu đói đã reo mừng rước bác, thì ngày nay đâu có xương trắng cả một cánh đồng. Nếu ngày ấy bên bông tàu đêm tối, người lao công đang quét dọn hành lang, cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển, thì ngày nay quê mẹ đã bình yên. Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh, cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm, bác chết cống trên mình cô đầm nái, thì ngày nay tổ quốc đã im điềm. Thấy không? Nếu ngày ấy cho tên toàn quyền rộng lượng, cho người vào trường thuộc địa khỏi thi, mẫu quốc đã có thêm cái hoàng cao khải, mà An Nam cũng thoát cảnh bắt đi. Nếu 1000 lần nếu, hồ chó đẻ chẳng đi, đi chẳng có ngày về, về Thượng Mã Phong bên bờ hang Bắc Bó, thì ngày nay đâu có một lũ u mê. Những cái lũ u mê là những cái lũ dư luận viên đó. Bây giờ ít chửi Lisa rồi, các bạn thấy không? Có nhiều người hỏi Lisa, bộ Lisa lóc hết trơn hả? Lisa đâu có lóc. Thằng nào mà chửi bậy quá Lisa cảnh cáo lóc 1-2 ngày thả ra hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ đâu có ái dâm dám vô đâu. Nhận được chỉ thị ở trên đó là cha mẹ gì của nó nói rõ ràng rồi. Nói chị Lisa không phải là thứ vừa đâu nha. Đừng vô đây mà chửi chị mất công mệt lắm. Đó, cho nên bây giờ im ru rồi đó. Vô đây đâu có dám nói gì nữa đâu. Trời ơi là trời, nó bây giờ nó vô nó chửi đi. Ta nói quá đúng rồi mà. Trời ơi, tao nói sao này đó ha, mà nó quỳ mà nó lại tao về đó, tao cũng biết mặt tụi bay là thằng nào tụi bay chết mẹ tụi bay với tao, nha, cái thứ mà ngục, đó, tao cho đất nước Việt Nam nó tiêu tùng hết trơn. Chị Lisa ơi, hiện tại nhà em đang có sẵn 6-7 chai bơm xăng nè chị, anh của em làm và cất giấu rất là kỹ lưỡng, đợi đêm giao thừa hoặc sẽ chơi lớn chị ơi, hoặc nhắm vào nhà của thằng chủ tịch phường. Không, còn không, đợi khi nào nhà nó sơ hở, tụi em sẽ đánh nhanh rút gọn. Em mong rằng ngày ngày, ngày càng sẽ có nhiều người chơi du kích khủng bố gia đình bọn chó đẻ bán nước đó chị ơi. Giống như em, dần dần đã trở thành phong trào lửa hồng khắp nước Việt Nam. Mong chị nói trong chương trình Khai Dân Trí 20. Cảm ơn em. Chị cảnh báo em luôn là nó có những cái khu an ninh đó, mấy cái camera an ninh, cho nên em phải đi ngang nhà nó có camera hay không, em dùng ná em bắn cho nó bể mẹ nó cái camera đó đi, hoặc là em mua chai nước sơn màu đó em giả bộ em xịt lên cho nó đừng có thu hình của mình lại, sau đó rồi mới là thực hiện nha. Chị ơi, chị thông báo đi, chị thư của Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi mọi người Công giáo và tất cả mọi người yêu chuộng tự do xuống đường biểu tình ôn hòa đồng loạt trên cả nước từ Chủ nhật 5 tháng 3 2017. Sao không xuống đường luôn bây giờ luôn đi, phải đợi tới tháng 3 chứ. Những người bên hải ngoại này nè cũng ủng hộ đó. Chị Lisa ơi, bọn công an giờ biết giới trẻ hay lên mạng sợ đọc những được những điều làm sụp đổ chế độ cộng sản, nên tụi nó lập mấy cái page
trên mạng Facebook đề cao kiểu cảnh sát bắt cướp, cảnh sát giao thông liêm chính. Em có bức xúc, em vô em comment thì chúng nó bắt đầu chửi em. Em nói rằng nếu chúng mày tốt thì làm gì bắn tốc độ người ta, giam xe người ta không bằng chứng, chưa gì đánh đá đập chưa gì đánh đá đập người ta. Chị biết gì không, nó inbox em, nó bảo em còn comment vào page của nó nữa, nó alo một cú điện thoại thì tìm đến nhà xử em liền. Tụi nó nói em mà chống phá cái page của tụi nó, tìm ra nhà em và cho em một bài học, là giới trẻ trong nước em rất buồn và đau lòng, chẳng biết khi nào thoát khỏi lũ chó đẻ này. Chị lên mạng nói với mọi người đừng có nên vào mấy cái page của bọn chó đẻ công an. Nó dựng một hình, một việc tốt, nhưng nó đã làm gần 10 triệu việc chó đẻ rồi chị ạ. À, em vào đó làm chi? Chị không cần phải nói, không ai đi vào mấy cái trang đó trơn. Em vào là quản nó đọc IP của em, nó còn bắt em thêm, nó vào làm đéo gì. Em đừng có vào, tốt nhất em đừng có vô đó làm chi. Trời ơi, mẹ cái động quỷ mà em vô đó làm gì đó. Em kêu, chị kêu mọi người đừng vào. Ở trên đây không có ai mà vào những cái trang chó đẻ đó trơn á. Thậm chí nó nhăn nhãn, nó giả bộ, nó là nó giúp người già, nó ẩm người già này kia kia nọ. Chị đã nói với em rồi đó, giống như là bị lũ ở ngoài miền Trung nó xả đập xong rồi nó chạy vô, nó ôm bà già 35 kg hoặc đứa bé mới đẻ chừng 3 tuổi thôi à. Còn người nào mập nó đâu dám làm đâu, nó làm lấy điểm vậy đó. Bởi cho nên ai biểu em vào đó làm chi nha. Chị ơi chị, bây giờ mà thầy cô giáo mà nó bị như vậy rồi, nó không có tiền trả lương rồi, mai mốt mà nó vô trong trường mà nó dạy về tư tưởng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nữa, em nghe lời chị, tụi em đang nói với nhau chuẩn bị tuột quần đó đó chị ơi. Bây giờ tất cả mọi trường đều có một bài hát, khi thầy viết bản thì tụi nó xông lên, nó tuột quần thầy treo trên quạt mái, nó bật quạt trần cho bay mất quần của thầy. Em yêu phút giây này, thầy em mặc quần xịp đen kẻ sọc trắng, ôi thôi nhìn mà thương. Em cảm ơn chị nha. Rồi đây những thầy chó đẻ nào mà nó lên trên bục giảng mà nó dạy về tư tưởng thằng Hồ Chí Minh, tụi em sẽ lên tuột quần cho măng nhục chị ơi. Ừ đó, thì ngày xưa cái bài này chị biết mà, khi thầy viết bản bụi phấn bye bye đó phải không, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy rồi kia đó. Em yêu biết bao giờ thầy em tóc thêm bạc ơi đó phải không, bạc thêm gì bụi phấn. Thì bây giờ các em đó làm ý dẫn mực đó, tức là khi thầy viết bản tụi nó xông lên, nó tuột quần thầy, nó quặng lên trần nhà, nó bật quạt trần cho bay mất quần thầy, đúng rồi. Cho nên bây giờ các em ấy đã tìm được chị, đã nghe được chị rồi, là phải đập đó, phải giết thằng Hồ Chí Minh, phải ghét đồ thằng Hồ Chí Minh bởi nó là một thằng tàu. Nói các em đừng có bài đặt mà các em nhất này là nghe lời gì hết. Đảng Cộng sản nó đã cai trị người dân, nó đã nhồi sọ quá rồi, bây giờ nó đến cái mức độ mà người dân người ta phải đứng lên. Phải đứng lên thôi. Nó bây giờ tung ra tài liệu thằng Lê Khả Phiêu nó bán nước, nó bán lâu rồi. Chị biết cái tin này từ năm 1999, nó nhựa 12.000 km ở ngoài, vấn đề là vùng Bắc Việt, chị đã biết rồi. Ở tại Ninh Thuận nha, nó ra một cái nhà máy, vấn đề là cà bà là cà ná ở tại Ninh Thuận, các bạn chuẩn bị nha. Đó. Mà tại nhà máy Ninh Thuận này đó là phiên bản của thằng Campuchia, nó nghe lời thằng Tàu Cộng. Tao nói hả, mấy ông sư bên Campuchia thả cái cờ đỏ máu tháng của nó trôi lình bình hết trơn, đề cái chữ điệp mẹ cộng sản đề tiếng vậy đó, thả cho nó trôi dài xuống dưới dòng sông Mekong. Tao nói nó vui mà. Nghe nói đâu ngoài Hải Phòng á, con rồng thánh thù thiên địa ơi, nó lấy 6 tỷ đồng nó làm con rồng, mà ta nói nhìn cái đầu nó ác như con gà ác vậy đó. Con rồng gì, rồng lộn chứ rồng gì. Trời ơi, ta nói nhìn 12 con giáp không ra con não trơn. Con rồng gì mà chân cẳng chặt mẹ hết trơn rồi. Con rồng gì mà cái mặt con lân không ra con lân. Con rồng không ra con rồng. Con lãi không ra con lãi. Con dung không ra con dung. Người ta chửi quá trời. Rồi bây giờ tụi mẹ nó lấy tiền của người dân gần 6 tỷ đồng nó làm con rồng. Bây giờ tự nhiên nó dở mẹ con rồng ra. Ta nói chưa tới Tết chứ trong bắt đầu nó dở mẹ con rồng xuống. À, vui ghê không? Đó, thiên đường xã hội chủ nghĩa là nó như vậy đó. Nó làm cái con rồng, nó rồng lộn đó.
thấy không? Các bạn thấy không? Con rồng gì mà thấy ghê vậy trời. Nhìn cái mặt của con rồng, tôi nói thiệt á, con nít nhỏ mà ban đêm nó đi nó sợ ma thấy mẹ luôn. Con rồng gì mà vấn đề là ta nói chân cẳng không có, kỳ di không có, nhìn y như con cá rô thấy mẹ luôn. Nhìn cá không ra cá, rồng không ra rồng. Cái này gọi là rồng quái thai nè. Đó, y như thằng hồ chó đẻ vậy đó, quái thai đó. Tao nói ở với cái đặng đỉ này là cái gì nó cũng làm quái thai được hết đó, đó. Mà thấy con rồng ở Hải Phòng không? Ồ, 60 tỷ lần hả? Không phải 6 tỷ hả? Trời đất mẹ ơi, dân Hải Phòng ơi là dân Hải Phòng. Đó, đó, đem con rồng đẹp ghê không? Không biết con rồng gì tôi không hiểu luôn nữa. Nó dắt mấy cái trái, mấy cái hột gì lên tôi không hiểu con rồng đó là hột gì, con rồng gì luôn á. Trời đất quỷ thần ơi, 60 tỷ đồng quá hả? Trời ơi. Đó, đảng đỉ tôi bay ra lệnh đựng cho đốt pháo hoa. Kêu rung chuông đi. Đó là bây giờ nó mẹ nó ra, nó bắt đầu ra bộ nó kiếm cớ ra. Không cho bắn pháo hoa, nó không có vấn đề là kê khống lên, nó lấy tiền từ cái giá bộ nó ra những con rồng lộn như vậy đó. Mai mốt bắt đầu nó làm thành cái con gì ta không biết nữa. Thôi làm mẹ nó, làm tượng đài Hồ Chí Minh mấy ngàn tỷ cũng bị lộ rồi. Bây giờ nó chỉ mong trong mòng chốc mỏ để nó làm con rồng lộn vậy thôi. Hải Phòng là người đầu tiên đó, xung phong để làm con rồng 60 tỷ đồng. Bây giờ nghe nó chuẩn bị nó dở mẹ con rồng nó ra rồi. Ta nói 60 tỷ liền mẹ nó vô cầu tiêu hết trơn này. Nó giả giờ thôi, con rồng đó nó làm giỏi lắm 6 tỷ thôi mà nó kê lên 60 tỷ như vậy đó. Thì bây giờ người dân nói quá thì bây giờ nó dẹp mẹ con rồng đi, thật khỏi mẹ nó đi, tao không cần rồng con gì chứ. Năm nay năm con gà đâu phải năm con rồng đâu. Bây giờ thôi dẹp mẹ nó, coi con rồng khó chịu quá, dẹp mẹ nó đi, bắt đầu làm một con gà lên cho tao. Năm nay năm con gà mà Đinh Dậu mà, thấy không? Làm một con gà lên cho tao đi đó, mấy tỉnh thành mau mau đi đó, lấy tiền quỷ ra giả bộ kê khống lên. Bây giờ nó không cho đốt pháo hoa thì giả bộ bắt đầu là làm thành con gà lên cho tao, gà móc đỏ đó. Thấy không? Thay vì người ta là con gà tróc đôi kia còn làm con gà mà để nguyên cái móng của nó bắt đầu là sơn, đỏ chét đỏ lè cho tao. Nó bắt đầu là đứng giữa vấn đề là cái bằng là vườn hoa vậy đó, đó là đề con gà móng đỏ. Năm nay năm gà mà. Đó, làm thành con gà móng đỏ đi để cho nó uy nghi, nó trang nghiêm với cái đảng đỉ. Đó, cho tao bay bỏ thật. Chưa? Chị ơi, sắp tới nhà nước không cho mua nhà bằng tiền mặt. Ai mà có tiền mặt mua nhà thì cũng không được kìa chị. Người nào có 2-3 căn nhà thì nó kiếm chuyện, nó đóng thuế cao lên. Đây là cái gì vậy chị? Nó chiêu dụ để bỏ tiền vô ngân hàng thôi. Chị hiến cho các em một kế, hiến cho các bạn ở Việt Nam một kế. Bây giờ ví dụ mình quen biết với anh hai, anh ba chẳng hạn, như là bây giờ Lisa quen với vấn đề là Nguyễn Cường nè, hoặc quen với vấn đề là Tommy nè, Tommy Trần nè, thì Lisa giả bộ Lisa nó tôi với anh quan hệ với nhau, biết với nhau rồi mình đưa tiền mặt, đưa vàng, đưa đô la thôi. Vô căn nhà của anh 500 cây vàng, tôi đưa 500 cây vàng, nhưng mà mình ra ngoài mình làm giấy tờ đó là tôi cảm động quá, tôi cho anh căn nhà này, không có tính tiền mẹ hết chứ. Cho nên đâu cần đâu. Mẹ hai bên làm việc giao dịch đưa tiền nhau ra làm giấy tờ là mình cho mà. Tôi làm giấy tờ tôi cho nhà anh này là xong, coi như là ghiếp không có đồng bạc nào, vừa tránh được thuế mà vừa vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó luật pháp Việt Nam mà. Trời ơi, tôi được quyền tôi làm giấy tờ tôi cho, không có trị giá đồng bạc chứ làm gì tôi. Làm gì? Nó không thèm mua bán mẹ chứ, nó khỏi cần. Bây giờ mày không cho mua tiền mặt, tao đéo cần tiền mặt luôn, lên làm giấy tờ tao cho căn nhà, tao cho xe, cái gì tao cũng cho, chứ là yên chuyện. Việt Nam 1000 cái mà lính này là luật mà, lo gì. Chị ơi, chị bác sĩ đầu bò nè, chị ơi lũ súc vật nè, chị chửi nó đi. Chửi gì? Em gửi chị cái video gì mà kêu chị chửi? Có chửi đâu, bác sĩ hay sao? Em kêu chị vấn đề là chửi. Không ai có thể chấp nhận sự thật khi con trẻ đột ngột mất đi. Gia đình chị Mỹ Hạnh tạm trú tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày tang thương nhất. Con gái chị, cháu Võ Thị Huỳnh Như, sinh năm 2004, bị mẩn ngứa hai bên đùi kẹp theo sốt nên được đưa đi khám ở một phòng khám tư nhân vào ngày 3 tháng 1. Tại đây, nhân viên y tế tiêm cho cháu một mũi thuốc. Ngay sau đó, bé than mệt và liệm dần bất tỉnh. Tại vì bé ngứa rồi mình mới nói là chắc vô đó thì khám, thì bác sĩ cũng đưa thuốc cho bé uống rồi dạt xuống thì thôi, mình đâu nghĩ là cái chuyện lớn lao như vậy, mà không ngờ là qua bên đây người ta nói là bị sốc thuốc. Cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ cho biết trẻ bị viêm cơ tim, choáng tim. Đến 22 giờ đêm ngày 4 tháng 1 phải chuyển qua Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ.
Các bác sĩ đánh giá tình hình và cho chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, tuy nhiên không cải thiện. Bé được đưa về nhà và tử vong sau đó. Thì tình trạng mặc dù là tim nó vẫn còn đập, tuy nhiên... Trời ơi là trời, nó lấy thuốc độc, nó tiêm mẹ nó vô lộn rồi chứ bà đặt thuốc gì mà kỳ cục vậy. Con tao bị ngứa rồi nó tiêm thuốc gì mà đâu mà đi xí lắc léo vậy là còn gì nữa em. Trời ơi, nói tới bác sĩ ở Việt Nam bây giờ em khỏi lo đi. Nó tiêm cho chết à, khỏi lo đi nha. Ở Việt Nam bây giờ là em khỏi lo đi, nó tiêm nó... Có năm nào đó em bé nào mà bị cảm nó đi vô trỏng mẹ nó lấy thuốc nào mà vấn đề là cái bằng là thuốc độc nó tiêm vô chết mẹ luôn. Chị ơi, chị nói về vụ Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa thế giới đi chị. Nó có danh nhân văn hóa thế giới con mẹ gì? Thằng súc vật này qua đây người ta chửi nó, ta đập đầu nó còn hơn gì, nó danh nhân gì. Các em cứ ngồi đó mà thấy kỹ âm mốt rồi lên trên mạng tìm hiểu đi. Ai cho nó danh nhân cứ ngồi nghe cái đảng đỉ nó nói hoài. Nó mà danh nhân văn hóa thế giới cái gì? Trời ơi, thằng súc vật này mà vấn đề thằng hồ chó mèo này mà vấn đề là cái bằng nhân danh cái gì? Em ngồi đó mà em lùng tin tức rồi đó. Chị làm biết nói chuyện với em rồi đó. Ngồi đó mà cứ danh nhân hoài, danh cái gái mẹ nó chứ danh nhân gì. Người ta chửi nó còn hơn chó mèo bên đây nó danh nhân gì. Thằng chó đẻ đó mà danh nhân cái gì. Chị Lisa ơi, nghe nói sắp tới có cuộc biểu tình phải không? Cho em hay để em sắp xếp tham gia chị nhé. Người dân bây giờ nó cướp đất, cướp nhà trơn, nghe nói ở ngoài Lào Cai là quân khu 1 thất thủ rồi. Tàu Cộng nó tràn qua, nó phối hợp với công an, nó cướp đất người dân hết trơn rồi. Trong tương lai sẽ biểu tình khắp hết toàn quốc luôn, từ Bắc chí Nam luôn. 65% những cái quan chức của Cộng sản bây giờ, tiền bạc của nó sợ thằng Tổng Lú, bắt đầu đi lấy tiền của nó, bắt đầu từ từ nó kêu nó bán âm thầm để nó chuyển tiền ra nước ngoài hết. Nó tìm cách cho con của nó đi qua bên nước ngoài này, chỉ cần có 500.000 đô la thôi là được định cư ở bên Mỹ, cho nên nó đem tiền qua đây ào 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 bên đây. Nền kinh tế Việt Nam sẽ lụng bại, các em yên tâm đi. Thằng Tàu sẽ ào ạt đem đồ độc vào ăn cho chết. Chị mong cho những cái thằng ca sĩ, cao con ca sĩ chết mẹ ở trơn đi để cho chị mừng, cho nó yên chuyện, cho nó mát rồi ông địa. Thằng Hoài Linh nằm ra đó, nằm ăn trúng đồ độc nghe nói cấp cứu rồi đó, các em thấy không? Nó. Chị ơi chị... Hoài Linh nghệ sĩ hài bậc nhất Việt Nam cũng bị ăn đồ độc, bị nhập viện luôn rồi kìa chị ơi. Chị nhớ nói lên cho mọi người biết nha chị. Chị nói rồi, em khỏi lo đi. Chết con đỡ con lo đi. Chị mong cho những thằng như vậy nó mau chết nữa. Đứa nào về Việt Nam là chị cho nó chết hết đi, bỏ cái tật ngục. Ở bên đây đồ ăn của Mỹ nó ăn rồi, giờ nó ngán rồi, nó muốn về nó ăn đồ độc nha. Để coi cái gì đây, em gửi cho chị cái gì đây. Chị ơi, hiến kế phương án đánh Tàu Cộng chị. Trước tiên ta xác định đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của Tàu Cộng. Một, điểm mạnh là tích lũy tài chính mạnh, kinh tế mạnh, quân đội mạnh, lãnh đạo đất nước có chí khí và mạnh mẽ. Phần lớn người dân ủng hộ chính phủ và lãnh đạo. Đầu nguồn các con sông lớn có ảnh hưởng đến Việt Nam, khoa học quân sự rất mạnh, nhờ ăn cắp công nghệ là dân tộc tương đối thông minh, nhiều mưu kế hiểm ác. Điểm yếu thứ hai là đảng Cộng sản Tàu Cộng đang bị mất uy tín trên thế giới và trong nội bộ của Tàu Cộng. Đảng Cộng sản gây chia rẽ trong xã hội, nguyên nhân do tham nhũng vơ vét tiền của người dân, cốc nạp cho quan chức độc tài, toàn trị, mâu thuẫn nội bộ cũng lòng dân tộc Tây Tạng, Đài Loan, Hồng Kông, Nội Mông. Môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng, thực phẩm bẩn. Người dân có thể bức xúc với giới lãnh đạo về những vấn đề trên. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu do xuất khẩu hàng hóa. Có thể dùng biện pháp cấm vận kinh tế. Dân số đông cũng có hai mặt. Nếu bất ổn chính trị sẽ dẫn đến bất ổn trong lòng đất nước mạnh mẽ. Uy tín của giới lãnh đạo Tàu Cộng trên thế giới đang bị ảnh hưởng xấu, vi phạm luật pháp quốc tế về luật biển và thương mại. Dân tộc Tàu Cộng hay làm điều ác, ngư dân kiểm ngư thường xuyên đánh ngư dân Việt Nam, sản xuất hàng hóa có nhiều chất độc hại. Kết luận, vậy để đánh Tàu Cộng, ta phải đánh vào các điểm yếu của Tàu Cộng như dùng đội đặc nhiệm, tình báo, trinh sát, áp sát lãnh đạo từ cấp huyện, tỉnh, trung ương, cả người dân để gây hoang mang cho người dân, cho xã hội.
gói lãnh đạo với nhau, chiến thuật đánh rắn phải đánh mất đầu, kết hợp bí mật đốt các nhà máy, nhà xưởng và người dân và nhà nước, gây ô nhiễm môi trường nặng hơn, thiệt hại kinh tế, tê liệt sản xuất, công nhân thất nghiệp, phải tách nước Nga ra khỏi mối quan hệ với Tàu Cộng. Việt Nam hãy liên minh cùng Mỹ, Nhật, châu Âu, Ấn Độ, chia nhỏ đất nước Tàu Cộng thành các vùng miền mâu thuẫn về chính trị, về tôn giáo, về sắc tộc, cùng các nước cấm vận kinh tế của Tàu Cộng, cổ suý nạn tham nhũng trong lòng đất nước Tàu Cộng lên mạnh mẽ hơn, cổ suý với nhà thầu Tàu Cộng cướp đất của nông dân mạnh mẽ hơn. Điều này gây nên sự mâu thuẫn của người dân vào lãnh đạo với nhà thầu, dùng sức mạnh truyền thông để đưa nhiều thông tin về tiêu cực trong xã hội, từ đó người dân hoang mang và mất niềm tin, dùng ngoại giao áp chế phải trả lại công lý cho thế giới và Việt Nam. Em đưa ra em viết dài quá à. Bây giờ chị chỉ ngắn gọn lại như thế này nè nha. Thằng chó đẻ cộng sản nó còn ở đó, người dân Việt Nam còn thờ ơ, còn nhát như thỏ đế thì không bao giờ có cái mưu lược gì cả. Chỉ cần là nó toàn dân đứng lên đồng loạt giật sập chế độ cộng sản thì chúng ta có những mưu lược để đánh thằng Tàu Cộng. Ở bên đây Hoa Kỳ đã thành lập một liên minh với Ấn Độ, với Nhật Bản, với Nam Hàn để đập thằng Tàu Cộng rồi. Em yên tâm đi, không chống thì muộn. Ông Donald Trump khi mà lên bắt đầu vào tòa nhà quốc hội làm việc thì mục tiêu đầu tiên 100 ngày là phải đánh kinh tế của thằng Tàu Cộng. Cho nên nếu người dân Việt Nam mà còn thờ ơ, mà còn lãnh đạm thì để cho thằng Tàu Cộng nó qua, nó diệt chủng giống như là Pol Pot khi nó nổi lên, nó giết sạch sẽ gần 2-3 triệu người, hoặc bây giờ 90 triệu nó giết còn khoảng 40 triệu. Lúc đó người dân la làng, là chối lối. Lúc đó chị ngồi bên đây chị coi phim cho nó đã, để coi người dân Việt Nam nó còn thờ ơ tới mức độ nào. Em yên tâm đi, bây giờ nó đưa đồ độc vô, tao thấy không chốc thì chạy, nó sẽ chết, nó sẽ giết chết, không còn một mạng nào trơn. Để coi chị coi như thế nào. Cho nên bây giờ ngay cả con cháu của lũ cộng sản bây giờ nó cũng bắt đầu là chạy qua bên đây, nó không dám ở trong nước Việt Nam nữa. Bởi vì nó biết thằng Tàu tràn qua rồi là sẽ giết nó chết, dù không giết nó chết cũng phải giết nó bằng đồ độc. Cho nên người dân cứ việc ngồi đó im lặng, không dám đứng lên để cho nó cướp nhà, nó bán cho Tàu Cộng, rồi bắt đầu nó làm cho thân sơ tất sở. Bây giờ tình báo của nó, quân đội của nó giả bộ đi ăn như vậy chứ toàn là những thằng tình báo không, toàn là những thằng những này là quân đội không. Bắt đầu là chỉ cần nó cầm súng nó nổi lên là nó giết, không còn một mạng nào hết đâu. Để coi người dân Việt Nam lúc đó có chịu đứng lên hay không. Nha. Chị ơi chị, con tinh trùng khuyết tật 60 tỷ ở Hải Phòng nè chị. Ừ, trời ơi, nhìn thấy ghê vậy đó hả? Ê, thánh thù mẹ ơi, con rồng gì mà nhìn thấy ớt vậy trời. Cái này rồng lộn mà. Cho nên em đừng có hiến kế gì mất công lắm. Nha. Chỉ cần người dân Việt Nam đồng lòng đứng lên. Chỉ cần người dân Việt Nam có ý thức. Thì kể như là mình có thể, mình sẽ vấn đề là đóng đó với thằng Tàu. Các em biết Quảng Tây, Quảng Đông đó, cái dòng sông Hắc Giang là bà Trưng Bà Triệu của mình đã nhảy xuống dòng sông đó để tự vẫn. Ngày xưa bà Trưng Bà Triệu của Việt Nam mình tính lấy luôn Quảng Tây, Quảng Đông luôn, cái đó của nước Việt Nam của mình luôn. Nhưng mà khi mà vấn đề là bà Trưng Bà Triệu nhảy xuống dòng sông để tự vẫn rồi, con cháu của bà không có đi ra ngoài liên kết mạnh mẽ để mà đập, để lấy lại cái Quảng Châu, lấy lại cái Quảng Đông của Việt Nam của mình. Chứ ngày xưa nước Việt Nam của mình nó là tới ở ngoài Quảng Châu, Quảng Đông luôn. Cho nên thằng Tàu nó lấy Quảng Châu, nó lấy Quảng Đông rồi. Cho nên bây giờ nó từ từ nó lớn vô. Chứ hồi đó là cái đầu của chúng ta đó, cái tiêu của chúng ta là ra tới Quảng Đông và Quảng Tây. Các em nên nhớ kỹ rằng bà Trưng Bà Triệu chúng ta đã đi qua tới đó, đã đánh và thua ở tại dòng sông Hắc Giang nhảy xuống đó, là nó nằm ở Quảng Tây và Quảng Đông. Nhưng mà thằng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó để cho thằng Tàu cứ lớn vô riết rồi. Bây giờ nó có thể nó lấy luôn Hà Nội luôn trong thời gian. Cái bản đồ Việt Nam chỉ có những này là teo héo vậy. Thằng Campuchia bây giờ nó cũng manh tâm, nó chuẩn bị nó qua nó lấy Sài Gòn, bởi đất Sài Gòn với miền Tây là của miên mà. Cái mối hận thù nó trong tiểu sử, các em đọc lịch sử đi, đất đó là nó phải đất của Việt Nam mình, của miên. Cho nên thằng Tàu, người miên lúc nào nó cũng căm thù, giống người Việt mình căm thù cái lũ Tàu vậy đó. Bởi vì Quảng Tây, Quảng Đông là của Việt Nam mình, đất của Việt Nam, của dân Bách Việt, chứ không phải đất đó của thằng Tàu. Nhưng mà thằng chó đẻ cộng sản nó sợ quá, nó gì nó muốn khư nó giữ lấy cái quyền lực. Bởi vậy mà cho nên vấn đề là kêu bằng đó là nó phải nhượng bộ để cho thằng Tàu nó phải lấy hết
như vậy đó. À, đó hốt bạn hiểu gì chị ơi, bạn này bạn nào tôi đâu có hiểu đâu, vì thách thức danh hài gì mệt quá, thôi mệt lắm mấy cái chương trình ở Việt Nam chị, mệt lắm ở đó mà thách thức qua danh hài danh hét gì chó cộng sản té đái luôn chị ơi, ha 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 là gì cộng sản gì chị không hiểu em nói gì luôn đó. Cô ơi, con quý cô lắm. Con mong cộng sản phong kiến thối nát sớm ngày sập đổ. Bây giờ công ty bô xít quặng nhôm chỗ con có mấy cô gái mang thai bị sảy thai ở công ty bô xít. Con mới thấy được mức độ độc hại của nó. Ngày xưa chỗ con nhiều vườn cà phê lắm. Cũng vì bô xít mà nó lấy hết đất rồi cô ơi, tiêu tùng rồi cô ơi, cà phê trồng cũng không được, con mẹ gì cũng không lên hết trơn. Ừ thì để cho người dân cái việc thờ ơ đi em, yên tâm đi. Ta nói trong tương lai Việt Nam không còn trồng cái gì, cho ta nói người dân chuẩn bị đói đây nè, Liên Hợp Quốc ta cảnh tỉnh rồi đó, đói rồi đó, chuẩn bị đói rồi đó nha. Cô ơi, cháu vừa nói có hai nhạc sĩ vì nói xấu đảng mà bị cấm đi thi chương trình Sing My Song. Đài BBC lại bảo họ tự rút lui. Vậy chẳng lẽ đài BBC nói dối sao ạ? Rất mong cô giải đáp. Những cái đài nào em cứ yên tâm đi, nếu mà họ không có đưa những cái tin tức mà họ nói là nói cho đảng Cộng sản Việt Nam thì các em yên tâm. Để những cái tin tức này coi như thế nào thôi. Lisa ơi, Lisa tin khẩn cấp chị ơi. Theo nguồn tin, đảng sắp bán đảo Phú Quốc cho Tàu rồi. Hiện nó đã mua một số đất đai tại Kiên Giang. Không biết đang làm gì. Rất là bí mật. Mong chị hãy thông báo cho thanh niên ở Kiên Giang và người dân ở Kiên Giang theo dõi. Nguồn tin này do một số bạn bè của em hiện đang công tác trong ngành công an đã tiết lộ. Mình cũng điều tra thì đúng như vậy. Mong Lisa cảnh báo gấp cho dân tình cũng như đồng bào ở tại Kiên Giang cảnh giác, dùng cách đánh du kích để chơi lại truyền thông của đảng Cộng sản Việt Nam. Mong Lisa hãy thông tin cho mọi người biết dùm. Bây giờ những người mà công an, những người làm việc ở Việt Nam có cái gì đó, bây giờ người ta không dám tin tưởng đảng nữa, người ta cứ lên ta đưa cho Lisa vậy. Bạn thấy vui ghê không? Ăn ở sao mà giờ phút này vấn đề là kêu bằng đó là mẹ người dân ở Việt Nam đó. Những cái tin này Lisa đâu có biết đâu, trong nội bộ của nó đưa ra không. Bây giờ nó không còn tin tưởng cái đảng đỉ nữa. Lisa nói rồi, các bạn không có tin tưởng, các bạn thấy không, những thằng ngay cả luôn một cái thằng mà phó chủ tịch ủy ban tỉnh Hậu Giang là thằng Trịnh Xuân Thanh mà nó còn muốn giết thằng này cho chết. Thằng Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng là cảnh sát hành sự gia đình ba đời cách mạng, nó cũng thanh trần luôn đó. Ta nói thằng nào mà gan dạ mà có công càng nhiều thì thằng tình báo Hoa Nam nó giết cho càng nhiều một chút. Nó chỉ để lên những thành phần nào mà kêu bằng là nhát gan là một nè, rồi chỉ có biết tàn ác với người dân thôi, chỉ có biết đập người dân thôi, đầu óc thì nó ngu như là con bò tót vậy đó, thì nó để lại thôi. Còn thằng nào mà gan dạ mà đánh Mỹ, chống Mỹ, cứu nước được kia là nó giết không còn một thằng nào hết. Các bạn yên tâm đi. Cho nên ngồi đó mà tin tưởng đảng, tin tưởng sự lãnh đạo của đảng là các bạn coi chừng bị lọt vào cái bẫy của thằng Tàu Cộng nó dâng ra. Bởi nó biết các bạn bị nhòi sỏ, lúc nào cũng là cuồng hồ, cuồng đảng rồi. Bởi vậy cho nên nó mới bắt đầu giả bộ, nó đưa ra một cái bẫy như vậy để mà nó giết sạch sẽ. Nó cũng giả bộ, nó sẽ đi ra một cái chương trình tình báo Hoa Nam, nó giả bộ nó ra để mà nó tuyển dụng những người nào mà muốn cứu đất nước Việt Nam ở trong đảng. Chỉ cần thằng nào ra mặt nó biết rồi là nó thanh trừng, nó giết không còn một mạng nào hết. Ngay cả thằng Nguyễn Xuân Phúc nó đã đi qua bên Lào để mà nó cấu kết với vấn đề là Lào, để mà mượn tay của một thằng nhất là ở bên Tàu để mà dụ thằng Nguyễn Bá Thanh để mà thanh trừng thuốc độc. Mà chị nghe nói là cũng không riêng gì thằng chó đẻ Nguyễn Xuân Phúc đâu, mà đây là một bàn tay mà vấn đề là kêu bằng nó muốn diệt trừ. Bởi vì thằng Nguyễn Bá Thanh là người của thằng Trọng Lũ, muốn đưa thằng Nguyễn Bá Thanh này lên để mà tiêu diệt thằng Bá X. Cho nên nó rắc rối lắm trong nội bộ của đảng. Bây giờ nó như cái nồi cháo heo.
ai mà lãng quảng mà vấn đề là có tinh thần với dân tộc thì chết, bây giờ ai cũng án binh bất động hết trơn. Bây giờ không biết đâu là thật đâu là giả. Chị ơi, ở miền Tây giờ nó bắt mua tivi đời mới kìa chị. Đời mới mới được xem những cái chương trình của nó. Còn nếu mà những không tivi mà không mua đồ mới là phải bỏ ra vài trăm nghìn nữa để xem tivi. Giờ ai mà không xem, không mua cái gì của nó thì nó sẽ bắt không được lên sóng. Em coi làm gì? Chỉ cần lên mạng coi tin tức thôi. Đài báo ở Việt Nam nó toàn là tuyên truyền xạo lờ, không có em lên coi để làm gì. Đâu cần phải mua tivi mới làm gì. Để cho nó ế cho chùa Bà Đanh đi. Bây giờ mà chương trình tivi được kia các em lên mạng các em coi tha hồ. Trời ơi. Chương trình giữa khoai quốc các em còn coi được đài tivi bên Mỹ nữa à. Để cho nó đọc tài đi các em khỏi coi, các em coi mấy cái đài bên đây thôi. Ở bên đây nó đem đài tivi được kia qua nó cho coi phim, bên đây chị không coi. Giả bộ nó gửi đồ đạc tới đây này, nó đâu dám ca ngợi thằng hồ, thằng chó đẻ hồ gì đâu. Nó qua đây là nó chỉ có giả bộ là đồng bào ta sống xa tổ quốc mà đặt giải tiếng Việt được kia cho Việt kiều. Chị ngồi chị cười. Có một lần chị cũng giả bộ, chị vô chị ngồi chị học. Chị nói chị không biết tiếng Việt Nam. Chị vô chị ngồi chị học coi sao mẹ nó ra nó vô bắt đầu nó ngồi nó ngồi chị ngọt lắm. Bà đặt để nước rồi kia mời cho uống rồi kia nó giả bộ nó dụ đó. Bây giờ nghe nói mẹ nó ra lễ lập rồi kia nó mời Việt kiều về kìa. Đó, nó nịnh đó. Nay gần Tết kiều bào về quê hương ăn Tết nhiều. Nhưng một số bị cấm nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lắm chị ơi. Vậy mà nó nói hòa hợp, hòa giải con mẹ gì. Thông báo cho đồng bào biết sự xấu xa của Cộng sản nha chị. Thì nó sợ đó. Có một số người bên đây người ta đang âm thầm về trong nước Việt Nam để cùng với toàn dân đứng lên mà. Người ta đang về người ta truyền những cái tự do cho nên nó nghi ngờ. Thì nó không dám cho vô thôi. Nó sợ vô làm diễn biến hòa bình đó. Cho nên nó đâu dám cho vô. Nó cho vô những thành phần đầu bò đó thì nó cho vô. Nó cho vô để ăn đồ độc rồi bắt đầu là về Việt Nam. Bắt đầu là ngồi đó mà đi ăn nhậu hoài với nó ăn rồi bắt đầu qua đây nằm chết mẹ bên đây thì nó cho vô. Còn mà những cái người nào mà dân chánh trị được kia giống như chị. Cái mặt của chị bây giờ chị về tới Việt Nam á. Chắc nó không cho chị vô mà. Nó cho chị vô lẹ luôn đó. Nhưng mà chị vô rồi chị không có đường ra. Nó giết chị chết luôn nữa. Còn mấy người mà không giống như chị đó thì về là nó giả bộ, nó dụ cho đi ăn. Còn người nào có đầu óc chính trị mà về Việt Nam nó coi thành phần thì nó cấm như sao. Còn mấy cái thằng xúc vật ở bên đây nó đi theo cộng sản thì em yên tâm đi. Những thằng này là những thằng cho chút thí thôi. Không sao hết trơn. Ở bên đây cộng đồng người ta không có quan trọng tới những cái con chó này đâu, em yên tâm đi. Nha. Chị Lisa ơi, em rất quý mến chị, ngày nào cũng theo dõi chương trình Facebook của chị. Tại sao những người yêu nước, sợ mất nước thì cộng sản lại nói là phản động? Người dân bây giờ bức xúc quá mà ở trong nước nói lên thì nó bắt, nó đánh, nó đập, nó hù dọa, không cho làm ăn gì hết. Lisa, con trai của chị hiện nó đang đi lính công an phòng cháy chữa cháy được 1 năm nhưng đi tới 3 năm mới mãn rồi thi vô ngành công an mà giờ đất nước như thế này. Chắc chị kêu con chị đi xong nghĩa vụ 3 năm rồi, về quá. Em cho chị lời khuyên đi Lisa. Con của chị không tới 3 năm đâu, nó tiêu tùng bây giờ đây nè, chị yên tâm đi. Không có chờ tới 3 năm được nó đâu chị ơi, yên tâm đi. Thằng Tàu nó chuẩn bị nó tràn qua bây giờ đây nè, chứ đợi tới 3 năm nữa chắc xong rồi. Trong vòng 2017 là đã xong rồi đó, chị yên tâm đi. Con chị làm bên phòng cháy chữa cháy thì cũng ok. Nhưng mà Lisa nhận được cái tin coi chừng người dân người ta tức quá, người ta ném bom xăng vô trong xe phòng cháy chữa cháy luôn đó. Khi mà người dân biểu tình lên mà nó ra lệnh cho xe phòng cháy chữa cháy bắt đầu là chạy tới để mà vấn đề là kêu bằng là dập những cái bom xăng cứu hỏa thì đã có một đội người ta chặn đầu rồi. Thế xe phòng cháy chữa cháy mà vừa chạy tới xa xa là ta đã trội bom xăng để cho nó tiêu tùng lạng quạng, người ta cướp luôn xe phòng cháy chữa cháy luôn nữa để mà người ta xịt mẹ mấy cái thằng chó đẻ cơ động luôn nữa. Cho nên em đã nhận được cái tin là chị yên tâm đi. Nếu mà con chị vô phòng cháy chữa cháy là xong rồi đó. Nha. Trời ơi là trời, chị Lisa ơi, nếu mà như vậy em đi mượn tiền ngân hàng rồi em không trả cho nó có được không vậy? Chị làm ơn chỉ giùm em coi.
em mượn của nó đi rồi em không trả cho nó cũng không sao nữa. Có thể nó không còn chế độ nữa, em đéo trả cho nó luôn, em đốt mẹ giấy tờ. Nhưng mà em phải có lá gan, nếu mà nó tới nhà nó lấy nhà rồi của em á, là cứ việc em cầm dao mà em phan ra, bơm xăng để sẵn trong nhà 4-5 chai chọi ra cho mày tới mày lấy nhà tao hả? Em phải mặc dữ lên, phải mặc xanh nanh dài mới được. Thằng nào dám tới nhà mua không, mẹ nó ra tao vấn đề là tao cho tao bay chết. Chị ở Việt Nam chị mượn tiền ngân hàng, bà nội nó không dám tới nhà chị mà lấy. Ngày xưa nhà của chị ở Việt Nam đó, ông cố nội nó không dám lấy nhà chị nữa. Mày vô đây đi, tao là bùa lỗ ban, mẹ tao yếm cho con mày bị tai nạn, mẹ nó lật xe chết. Chị kêu mấy cái người bạn của chị bắt đầu canh me, hãy con nó chạy rồi bắt đầu tông thẳng vô cho nó chết. Xong rồi chị tới chị nỉ ta, chị nói đó tao nói rồi, tôi nói trước mà bà không hay. Trời ơi là trời, tôi chơi thiên linh cái mà tôi nói bà lấy nhà tôi, mua nhà tôi là xui lắm con, bà chết chẳng những vậy mà bà còn ở căn nhà này là chết nữa. Trời ơi, thôi tôi bán lẻ lại cho nè, thôi tôi lấy đi cho luôn đó. Cho thì tao lấy lại chứ sao, mẹ mày hết gì mà lấy nhà tao à hả? Con cán bộ hay là cái lũ vô thần mà đi vô nhà nó không tin con mẹ cho nó ở không? Tao không nói đâu, con mà đi học hả, tao không nói đâu. Trên đường đi tông tông về, mẹ đang đi trên đường tao cũng tông xe, tao cán cho đồ mẹ lội phèo ra chết đó chứ đợt mà xạo. Giờ mày trong nhà tao thảy bơm xăng thì tao đốt nhà mày luôn nữa. Đốt đi, phá sạch, đốt sạch, giết sạch. Để coi mày dám lấy nhà tao không hả? Sau khi mà nó bỏ nó đi rồi đó, mình lấy lại nhà mình thôi, mình xây cất mấy hồi. Trời ơi, nhà chị ngày xưa mà dám vô à. Ngoài sao hả, ba của chị hả, tao nói trồng vàng vàng bầu đó, kéo mấy cái dây chì ra tràn lan hết trơn. Mấy bà ngoài quánh tứ sắc ban đêm là ghim điện dặn con cái trong nhà đâu có đi ra ngoài sao đâu. Mấy thằng công an mà đặt ăn quen khu vực, đồ mẹ nhào vô đồ mẹ giật chết ba con như con heo quay kìa. Linh hồn của mẹ giờ ở đâu chết mẹ mà chưa bỏ tật đi vô. Từ đó tới sau không dám mà đi rình mò mà vô nhà của chị nữa trơn. Nói tới nhà của chị rồi là mấy bà ngồi xè tứ sắc, tao nói hả, tướng sĩ tượng chơi đất xịt được kia hả. Ôi mẹ chị ngồi chị xè thoải mái luôn, mày đọc vô mày bắt hả, trời bắt hả hả. Đá gà ở xóm chị đó ha, chị dặn á, ở trên khu vực trên đó ha, mày chặn 2-3 người ở trên đi, rồi ở dưới chặn nữa, đi ra cánh đồng mà xung quanh cánh đồng đó là giả bộ rút cái cây cầu khỉ ra hết trơn. Rồi cái bắt đầu giả bộ ghim điện vô đó, rồi thọt cái cây mà giật điện mà để giật cá đó, giả bộ thọt ở dưới đường mương. Nó đi ra nó thấy cây cầu khỉ nó đâu có được đâu, bắt đầu thằng kia hung hăng lắm nha. Bà đặt ổ mấy nó, chúng ta cứ giật lũi qua để bắt cái sòng gà đó cho bằng được, cái chườn gà đó cho bằng được. Bắt đầu nhảy xuống dưới cái mương đó, tụi mẹ nó giật mẹ nó ra, tao nói hạt teo hết trơn, chết mẹ mày luôn đó. Chỉ có điện giật thôi, biết ai đâu tìm. Tao nói giật ở trong nhà nhìn thấy bị giật cạch 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 rồi ghét không thèm giật điện luôn, cho mày chết mẹ mày luôn, bỏ tao đi bắt gà. Từ đó tới sao hả, số của chị hả, tao nói đá gà không thằng nào dám tới mà bắt con gà nào, tao cho mày tới đó mày bắt gà, mày chết mẹ em với tao cho bắt gà hả. Thằng chó đẻ hả, bắt con gà của ba chị đó ha, con thép chập đó ha, con gà đó hay lắm, đó là linh kê mà. Trời ơi, đem nó ra ngoài trường gà hả, nó không có nói đâu, nó ra ngoài nó kêu ổ cho con gà má vậy đó, nó kêu cờ 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 cờ. Mà con gà nào mà vô mà cáp đổ với nó rồi đá hả, nó ra nó hả kêu bằng nó đá chân cửa không cũng cấp bắt con kia lọt vô tim ọc máu liền. Thằng chó đẻ công an phường bắt đầu tới hả, bắt đầu là giả bộ rình đập bắt con gà của ba chị. Chú chị với ba chị không có nói đâu, ngồi rình đập đợi mày về. Tao nói quất một cái cây thun vuông hả, vô trong cổ cốt nằm sấp ở dưới đùi luôn, chết mẹ mày luôn. Đủ mấy gia đình về làm đám tang rồi, ba chị mà đặt giá bộ qua chia buồn luôn, cái khóc lóc. Nhưng mà sau khi nhậu nhẹt rồi về cười giỡn quá trời, tao cho mày chết mẹ mày, bắt con gà của tao ha, mày bắt là mày đền tội đi con. Cho nên người dân Việt Nam hiền quá, cho nên nó làm tới thôi. Chị mà còn ở trong nước là chết mẹ, cái lũ chó đẻ xúc vật mà đặt mà đi tới. Các em thấy không, hễ mà người ta đánh lộn đánh lão nó không bao giờ nó tới đâu. Mà chỗ nào có sòng bài đó mà nghe tin mà có mùi tiền cờ bạc hoặc đá gà là nó chạy tới lẹ lắm để nó ôm tiền cho mẹ chứ. Tao mà chứa bài rồi hả, tao cho tao bay vô tao bay bắt, mẹ điện tao gài tùm lum hết luôn. Chị ơi, 45 phút rồi kìa chị. Ơ vậy hả, trời ơi, muốn nói nữa quá à. Tao nói mê ơi là mê, chứ nó ham ăn ham nói thấy sợ thiệt. Thôi, gặp lại các em chương trình ngày mai, Khai Dân Trí kế tiếp nha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí của Lisa. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.